nhoi quá, đứng đàng hoàng quay đi. Trường Lương. Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã đến với người tên là Kích. Hôm nay mình đã quay trở lại cho kênh một cái vlog nữa, đó chính là những hai loại người trong kỳ thi mà mình đã thường gặp nhất. Ok, và bây giờ mình tiếp theo. Bây giờ đầu tiên mình sẽ là hai loại thứ nhất nha. Thanh Hỏi, bắt đầu. Ôi tầm đau quá má ơi, 1 bằng 107. Cái gì? Chủ 1 bằng 1 là bằng 200 mới đúng. Còn la 1 bằng 1 bằng 1. Mai từ từ cho hỏi cái bài này con ơi. Chỉ em từ câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, Ngọc. Dạ. Im lặng làm bài đi. Dạ. Và trả lời thánh thứ và trả lời thánh thứ hai đó chính là thánh miếng. Cô ơi, bạn Ngọc hỏi bài em. Cô ơi, bạn Ngọc ngủ trong lớp. Ngọc, tiền hỏi đây. Tuấn. Dạ. Ngọc. Dạ, dạ. Làm gì đó? Dạ em có làm gì đâu cô. Dạ đâu có gì đâu. Dạ không có gì hết nào, không có gì. Đưa với học bàn lên đây. Dạ. Dạ đây nè. Coi phao trong giờ nha. Dạ đâu có đâu, cái này là hỏi mày là giờ hát chứ mà là gì với mấy người phao đâu. Đúng không, đâu phải phao đâu. Viết phao ở sau lưng đây này còn nói gì nữa. Con. Đứng lên. Đi xuống một giám hiệu viết bản tường trình cho tôi. Giờ đứng nè, không có nói chuyện. Đi xuống đàng hoàng cho tôi. Dạ. Bây giờ là phần giữa. Với bài trình trên. Đi giúp mọi người. Ok, đi. Ai ai đi lộn đường đó là phần cái thị gì nè. Và ok thì mình
biết nha. Và các bạn thấy bộ đồ này là chắc chắn là các bạn nghĩ là sẽ là bên đó là sẽ là qua ngày sau là mình quay được cái đoạn kết, đúng không? Tại vì ngày đó mình không có rảnh. Nên là bây giờ mình đã có rảnh để làm một cái đoạn kết cho các bạn. Và bây giờ những bạn nào thắc mắc về tên của tất cả các bạn về chúng tôi với mình. Và bây giờ đây là bạn đầu tiên, bây giờ các bạn hãy đón xem bạn đầu tiên sẽ là gì nha. Bây giờ đây là bạn diễn chung với mình hồi nãy. Đây, bạn hãy tự giới thiệu cho mình đi nào. Mình có thể tên, học, lớp và vị trí bạn là gì, và bạn mình nghe từ đó là bạn lấy từ đâu. Ok, bây giờ mình giới thiệu. Làm thêm nhiều clip đó cho các bạn nữa nha. Khi mà kết thúc video rồi các bạn nhớ like, share, subscribe nha.